hỏng mẹ tay quay đéo đâu. Trên xe còn đơ không? Còn cái. Đây cho cái nữa. Thôi em đang bỏ anh Sơn anh Hàn cái tay đéo lấy cái này đâu. Kệ cứ vứt đi đéo. Hello, em chào mừng toàn thể các bác lại trở lại với YouTube cũng như là Facebook Cày Chảo Vũ Hải trong cuối ngày hôm nay. Em vừa mới có mặt tại Đông Đô, Đông Hưng Thái Bình để Đông Đô Hưng Hà Thái Bình để lắp đặt dàn cày 5 chảo cho máy 2602. Thì giờ phút này đây em đã có mặt tại nhà để lên tiếp tục lên đường 4 sản phẩm cày chảo dành cho các bác khách ở Yên Định Thanh Hóa. Hàng đã chất đầy lên xe và đang trang buộc rất là cẩn thận để đêm nay rạng sáng mai bên em lên đường. Đấy. Chắc chắn lắm rồi. Bao gồm là 3 dàn chảo 6 các bác nhìn này. Đấy. 1 2 3 4 5 6 này, 6 này. Đấy, một dàn 6 nữa này. Đấy. Và một dàn cày 5 chảo đây. Ngoài 2 dàn cày 5 chảo này ra thì bên em lại còn 2 dàn cày 6 chảo đây. Đấy, các bác nhanh tay thì còn mà chậm chân thì lại chờ. Đấy, rất là nhanh. Em thật sự các bác là ngày mùa này chúng em như chim. Đấy, em không về nhanh nhà thì làm sao mà có những cái thức video lên hàng như thế này để quay cho các bác ngắm được. Vì ở nhà là anh em toàn bán mất rồi. Vừa giờ chỉ khoảng một phân nữa thôi là nguyên bộ đuôi này vả vào cái cột kia. Cái đuôi này vả vào cái cột tít. Ông đánh lái ra đít nó vả vào ấy.